Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server Trung Quốc. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một bạn nữ rất là quen thuộc với anh em luôn. Không biết là nổi đến đây thì anh em có thể hình dung được tên của nhân vật nữ chính trong cái video hôm nay chưa? Và từ từ đã mình up về khu vực số 10 cho anh em ơi, chúng ta lock lên rồi. Chờ đợi cho tên là bạn rớt xuống và chúng ta sẽ tiếp tục combo các kỹ năng tiêu dao khác lại, tiếp tục lao vào lock lên anh em ạ. Ăn hai cái lock phải nói là rất đau. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được hai thành viên treo tại khu vực số 19. Tiếp tục vẫn còn một thiên vương, cẩn thận nào anh em ơi. Và anh em thấy là hiện tại trong đội hình của mình đang có đến hai môn phái tiêu dao. Trong đó nhân vật chính của chúng ta đang chơi môn phái tiêu dao thức tỉnh nha anh em ạ. Và nhân vật chính của mình đó chính là bé Thùy Gẫm. Thùy Gẫm hay còn có nickname Facebook đó chính là bé Bon nha anh em. Rồi, hôm nay thì Thùy Gẫm sẽ chơi tiêu dao thức tỉnh và mình đố anh em tiêu dao thức tỉnh nó khác như thế nào so với con tiêu dao thường trong cái hoạt động tâm ma này. Và từ từ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái điểm khác của hai con tiêu dao này. Trước hết là chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 8, đó là một thương nhân anh em ạ. Và các thành viên của mình sẽ trang bị thêm các loại bí kíp cần thiết, đó là đấu chuyển tinh di, thất thám đã được trao về cho tiêu dao thức tỉnh. Rồi, bây giờ hai tiêu dao thì anh em cần phải phân công người lóc trước, người lóc sau nha anh em ơi. Chúng ta di chuyển về khu vực số 9 luôn, vẫn đang rất trống. Quả khu vực 2 có tim, đó là tiêu dao một cung luôn, lóc lên tuyệt vời, giao tranh xảy ra, đội bạn có cả huyền thủy nữa anh em ạ. Chúng ta cũng đã bị lóc rồi, và đang chúng ta đang lên thuận để tiếp tục hỗ trợ. Như vậy là huyền thủy đã bị kết thúc, tiếp tục cung luôn cũng đã bị kết thúc, đội bạn chỉ còn có một mình tiêu dao thoát thân thành công. Quá tuyệt vời luôn em ơi. Điểm khác đầu tiên của con tiêu dao thức tỉnh so với con tiêu dao thường, đó là con tiêu dao thức tỉnh cái độ trâu và cái lượng né tránh của nó không bằng con tiêu dao thường nha anh em. Tự nhiên nghe tới đây nó sai sai ha. Ủa vậy rồi tiêu dao thức tỉnh nó không có độ trâu và né tránh không cao thì ai chơi làm gì anh em? Nhưng mà bù lại tiêu dao thức tỉnh sẽ có một cái điểm khác mạnh hơn, đó là cái sát thương của những kỹ năng tiêu dao thức tỉnh sẽ được tăng lên rất nhiều. Tăng lên nhiều lắm nha anh em ơi. Nói chung là cái lượng sát thương của tiêu dao thức tỉnh nó sẽ gây ra rất lớn. Và chúng ta có một phát lock dính được tiêu dao tiêu này bạn rồi. Đã có điểm hạ gục về cho nhân vật Thùy Gẫm anh em ạ. À, một cái điểm khác nữa đó chính là tiêu dao thức tỉnh, anh em sử dụng kỹ năng đánh thường mà lên được bạo kích thì chúng ta sẽ được giảm thời gian hồi chiêu của các kỹ năng khác nha anh em ơi. Anh em để ý nha, ví dụ như tiêu dao chúng ta lóc lướt combo chiêu các kiểu, sau đó anh em sử dụng kỹ năng đánh thường đánh vào kẻ địch hoặc đánh vào những con lính mà chúng ta gây được bạo kích thì lúc đó chúng ta sẽ được giảm thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng luôn nha anh em ơi. Chuẩn bị một pha lóc lên nào. Không, trúng rồi, trúng rồi, trúng được ngà mì nè em ơi. Chúng ta đang bị tê liệt, không thất thảm được, tiếp tục thất thảm. Như vậy đã có điểm hạ gục tại khu vực số 6 rồi. Một dương mô, một cú độc thôi thì mình đã hết combo. Bây giờ chúng ta tiếp tục farm thường và anh em thấy là mỗi lần nhảy bạo kích như vậy là thời gian hồi chiêu của tiêu dao thức tỉnh được tăng lên, được giảm đi rất nhiều anh em ạ. Đó là cái điểm khác biệt rất mạnh của tiêu dao thức tỉnh, giúp chúng ta có thể tạo ra liên tục những combo lock lên. Tiếp tục thất thảm vào một cái nữa, ngũ độc đã lên trứng. Chúng ta kéo lại không được rồi anh em ạ. Thôi như vậy mình tạm thời ở khu vực số 6 này để tiếp tục mở ấu tượng đi anh em ơi. Như vậy nguyên tắc khi anh em chơi như tiêu dao thức tỉnh trong các hoạt động tầm ma cũng như là DBK thì chúng ta hãy chú ý farm spam cái kỹ năng đánh thường nhiều vào một chút nha anh em ơi. Chúng ta mới di chuyển về khu vực số 1, bên này có dương môn lock lên. Và lần này thì ngũ độc đã lên 7 điểm số anh em ạ. Một huyền thủy từ khu vực số 8 di chuyển sang, có cả tiêu dao bạo kích nữa. Rồi, hai thành viên chúng ta đã bị lock rồi, một phát combo và như vậy là cả hai tiêu dao chúng ta, không, tiêu dao võ đàn chúng ta đã lên 7 điểm số rồi anh em ạ. Rất đáng tiếc, một team gồm tiêu dao huyền thủy đã di chuyển rất đúng thời điểm. Chia buồn cùng tiêu dao. Rồi, một phát lướt nữa không được rồi, huyền thủy đã bật được bằng bằng lên. Và như vậy thì nhân vật chính của chúng ta đó là bé Thùy Gẫm bắt buộc phải solo cái trận tâm ma này một mình rồi anh em ạ. Như vậy anh em thấy là đầu trận tâm ma chúng ta có tổng cộng là 22 đội, bây giờ chúng ta chỉ còn có 11 đội. Và nói về solo thì chắc chắn là anh em đã không quá xa lạ với Thùy Gẫm đúng không?
một cô gái với khả năng solo rất cơ động và linh hoạt, lướt vào lóc lên tuyệt vời, tiếp tục thất thám nữa và kết thúc được huyền thủy một phát kẹo. Cẩn thận, Tiêu Dao hết bảo kích, Tiêu Dao không thất thám rồi, chúng ta kinh công thành công. Quá tuyệt vời. Và bây giờ mình cần phải hồi máu nào anh em, đội bạn không đuổi theo chúng ta. Rồi, cẩn thận nha, bây giờ mình phải hồi máu thật nhanh, hồi máu thật nhanh. Tiêu Dao đã xuất hiện rồi, chúng ta di chuyển về khu vực số 9, tiếp tục có Tiêu Dao lóc lên, cả hai đều đã lóc. Và chúng ta có một cái thất thám nữa, kết thúc được Tiêu Dao team đội bạn. Lại xuất hiện nữa rồi, chúng ta đã né được, không được rồi anh em à, Tiêu Dao đã lóc chúng ta, nhưng mà Tiêu Dao đội bạn không có thất thám. Quá là may mắn, vẫn còn cố gắng tăng điểm cho chúng ta, có quân thể kim cang. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 sẽ kết thúc tại đây anh em ơi. Rồi, mình thấy là gấm thúi đã có một pha tăng điểm vội, anh em thấy không, còn vẫn còn cấp 50-40 kìa, mình phải tăng điều nha anh em. Bây giờ thì vòng số 2 chuẩn bị bắt đầu. Và chúng ta đang có mặt tại khu vực số 2 này mà. Tiêu Dao thì anh em hồi máu quá khỏe rồi, cứ việc kéo chọt lên bảo kích là giảm thời gian hồi chiều, tiếp tục kéo một cái nữa, rất nhanh đúng không anh em, rất nhanh. Kỹ năng được hồi một cách liên tục, đó là cái ưu thế của con Tiêu Dao thức tỉnh. Và cái lượng sát thương con này cũng rất cao nha, cẩn thận lướt không khống chế được thì mình phải chạy nha anh em ơi. Chủ ở nhà với tàn kiếm mà anh em không khống chế được ở cái chiêu đầu tiên thì chúng ta cần phải chạy liền. Rồi, lóc lên luôn. Không lóc mà chúng ta đã quyết định rút lui. Như vậy chúng ta đang gặp kèo rất khó, Tiêu Dao lại xuất hiện nữa. Bên này gặp tàn kiếm và trường ca, bây giờ mình kéo cho hai team nó quýnh nhau chơi nè anh em ạ. Bây giờ chúng ta cần phải hồi máu trước và sau đó mình sẽ đi chết tài nguyên nha anh em. Chúng ta đang bị thọt tài nguyên khá là nhiều rồi. Lướt vào, lóc lên, cẩn thận nào, không lóc được tàn kiếm nhất bổng rồi. Giờ đó combo không đủ mạnh. Bên này lại có tàn kiếm nữa anh em ạ. Khi đi solo thì bắt buộc là anh em phải chăm chỉ, chúng ta phải làm một con ong chăm chỉ đi chế tài nguyên một cái bao kích tại khu vực số 6. Kéo lại. Thiên vương thì anh em phải cẩn thận nha. Wow, không được rồi. Bây giờ chúng ta di chuyển trở lại khu vực số 2, có một viên máu ở đây. Anh em thấy là hiện tại trong bản đồ này còn khá nhiều những môn phái hệ kim, ví dụ như tàn kiếm, dương môn và cả thiên vương nha anh em ơi. Tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên, đó là một tàn kiếm. Lại có bảo kích cho anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực số 4. Lướt vào anh em à, lóc lên, hai team đang giao tranh với nhau, chúng ta thất thám, cẩn thận, thất thám bây giờ là sắp mặt. Rất may là anh em đã thoát khỏi cái pha khống chế của team đội bạn. Trong khi thì vương xoay trì rất đau. Lại một pha nữa, gắm được gánh rất nhiều trong tình huống vừa rồi, nếu như bị khống chế thì khả năng bị tàn kiếm kết thúc cũng rất nhiều nha anh em à. Tàn kiếm kháng xuất hiện nữa rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta phải chạy thôi. Nguy hiểm quá. Và bây giờ thì ảo tượng cũng gần như sắp xuất hiện rồi, bây giờ chúng ta cần phải hồi máu thật nhanh anh em ạ. Ảo tượng xuất hiện và chúng ta hãy xem ảo tượng xuất hiện ở những khu vực nào đây, hiện tại vẫn còn rất nhiều những team ba. Rất tiếc một cái quần thể kim cang đã bị team đội bạn ăn rồi, bây giờ chúng ta đang mở ảo tượng khu vực số 6. Và hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma này vẫn còn 6 đội. Khu 5 đã được mở rồi anh em ạ, rất tiếc là chúng ta không có quân. Vẫn tiếp tục di chuyển về khu vực số 5. Có giao tranh rồi anh em ạ, đó là hai tàn kiếm đang giao tranh với nhau. Liệu là mình có di chuyển luôn hay không? Đấy rồi, lóc lên, không nhấc bổng được, nhưng mà một cái thật tham có bào kích cũng đã kết thúc được tàn kiếm, tuyệt vời. Quá hay.
Như vậy là mình đã loại được hai con tàn kiếm anh em ạ. Trong khi hai con tàn kiếm đang đấu đá tại khu vực số 5 thì chúng ta đã là những người di chuyển rất đúng thời điểm. Rồi, mua những quyển tăng cấp bí kíp lên nào. Rồi, nhớ chừa cái chiêu thích thám ra nha anh em. Đừng nâng chiêu đó nha. Thần cơ huyền thủy lóc lên thất thả một cái nữa. Một phát lướt nữa không? Như vậy chúng ta đã quyết định rút lui. Bây giờ mình sẽ spam kỹ năng đánh thường để hồi chiêu. Đúng rồi, nổi bao kích lên là giảm thời gian hồi chiêu anh em ạ. Giảm được tới 4 giây lần đó nha anh em. Và anh em thấy chúng ta đã hồi kỹ năng rồi. Thì huyền thủy xác định anh em ạ. Lóc lên một cái nè. Ây da, thôi, chưa kịp lóc nữa anh em ơi. Rồi xong tới công chuyện luôn. Huyền thủy chạy đâu, kéo nó lại. Lóc lên, thất thám. Vô lính hết trơn rồi, lướt một cái nữa. Và huyền thủy lên bảng điểm số liền. Sao mà chịu nổi anh em ạ? Chúng ta đang có bào kích. Rồi, đó lại là một team có thần cơ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục spam kỹ năng đánh thường để hồi kỹ năng. Wow, lại là cuộc giao tranh giữa hai team nữa anh em ơi. Chúng ta tiếp tục là những người đến và ăn hôi, kéo lại. Cẩn thận có cái bàn thôi, chúng ta thoát khỏi giao tranh. Hiện tại đang bị khống chế rồi, rất là nguy hiểm. Chúng ta đã thoát thành công. Bên này lại tiếp tục có một team nữa, chỉ với một chấm máu mà chúng ta lại tiếp tục thoát thành công nữa anh em ạ. Rất may, phải nói là rất may mắn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục hồi máu thôi anh em ơi. Chuẩn bị tài nguyên mới xuất hiện nha, mình phải đi check tài nguyên một cái nha anh em. Để kiếm thêm máu, thêm tấn công, thêm bạo kích cho anh em có tiền đề chúng ta tiếp tục chiến đấu cho vòng số 3. Tài nguyên đã bị chết rồi, lóc lên nào. Đó là mình giáo một phát lướt đã kết thúc được rồi. Lóc lên một cái thất tháp nữa, còn vài giây nữa thôi. Và như vậy là thần cơ cũng đã bị kết thúc anh em ạ. Tuyệt vời. Quá hay, phải nói là rất hay anh em ạ. Như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc rồi. Và hiện tại mình thấy vẫn còn 4 đội, trong đó vẫn có một tàn kiếm nha anh em ơi. Trận tâm ma vẫn đang diễn ra rất căng. Hiện tại tàn kiếm đang bám sát theo tiêu dao chúng ta. Và bây giờ bé gấm đang cố gắng đi chích tài nguyên. Rồi không có bạo kích rồi, kèo này mất rất khó rồi. Tiêu dao đã mất né rồi, cẩn thận tiêu dao chúng ta đã bị mất né rồi. Tiếp tục thất thám lướt chạy nào. Quá hay, tình huống đó xử lý rất nhanh. Hai con tàn kiếm lận không phải một con tàn kiếm nha anh em ơi. Và dường như là hai con tàn kiếm đang yêu nhau tại khu vực số 5. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục hồi kỹ năng. Anh em thấy là con này hồi kỹ năng rất lẹ. Đâu rồi, họ đã di chuyển về khu vực số 4. Không có rồi anh em ạ. Như vậy chắc chắn là qua tới khu vực số 6, số 7 rồi anh em ơi. Có một con Nga My, vẫn còn một con Nga My trong đây. Rồi lại là kèo thơm nữa cho gấm. Và chúng ta đã kết thúc thêm được một tàn kiếm nữa rồi. Và tài nguyên xuất hiện, bây giờ mình phải đi chết tài nguyên thật nhanh. Anh em thấy là tiêu dao với cái lượng né tránh, với cái khả năng bỏ qua tấn công trong 1.46 giây rất lợi hại, giúp anh em có thể thoát được những pha khống chế đầu tiên. Rồi, một cái bạo kích đã được trao về cho tiêu dao thức tỉnh. Bây giờ chúng ta còn một tàn kiếm và một Nga My nha anh em. Hai con này đều nguy hiểm cả. Lóc lên, lại không nhấc bổng được nữa. Nhưng mà với cái thất tham cũng đã đủ đam để kết thúc được tàn kiếm, quá tuyệt vời. Đó là sự khác biệt giữa tiêu dao thức tỉnh với tiêu dao thường nha anh em ơi. Cái lượng sát thương của tiêu dao thức tỉnh nó được búp lên rất nhiều. Những chiêu của tiêu dao thức tỉnh rất đau. Phải nói một môn phái được ưu ái rất nhiều, vừa có khả năng hồi chiêu bá đạo, vừa có lượng sát thương rất cao anh em ạ. Và giờ đây tiêu dao thức tỉnh là môn phái được lựa chọn chơi rất nhiều ở các server bên ngoài nha anh em. Ở trong những hoạt động quần chiến solo, tiêu dao thức tỉnh điêu mạnh. Chúng ta chỉ còn một Nga My thôi và Ý Thiên. Lọc lên luôn nào, thất thảm là lướt một cái nữa. Và như vậy là kết thúc Nga My, quá đẹp luôn anh em ạ. Một trận solo tuyệt vời đúng không anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý cái trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha.
và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại em ở những video sau.